Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bàn phân tích của chúng tôi. Và chúng ta vừa trải qua hai ván thi đấu và tỷ số đang là 2-0 cho Viking Esports. Dù vậy thì cái diễn biến của cả hai ván đấu đều thiếu đi một chút căng thẳng khi mà Viking Esports đã làm rất là tốt trong cái việc là snowball ván đấu và đẩy team Will đến cái thế họ phải giao tranh liên tục để cố gắng gỡ lại, và càng làm như vậy thì họ càng thua trong những tình huống giao tranh mà Viking Esports là đội làm tốt hơn. Tôi nghĩ rằng là cái việc cắm chậu nó cũng phần nào đó ảnh hưởng đến cái lối chơi của hai đội ở trong cả hai ván đấu. Đa phần thì bên phía của team Will đều chọn vào những cái chất tướng farm rừng nó tương đối chậm. Trận ván 1 là Xin Giao, ván 2 là Vi, và hai chất tướng đó đều hoàn toàn bị bỏ xa về mặt farm rừng ở trong cả hai ván đấu đến từ Guri phía bên kia. Đầu tiên là Zyra, thứ hai là Maokai, thì đó có thể là một cái vấn đề mà bên phía của Tung Bell cần phải chỉnh sửa nhất định. Nếu không phải là lớp lăng kết hợp với con tướng rừng gọi là cần tài nguyên, cần khoảng trống farm, thì biết đâu đó lối chơi của Tung Bell sẽ thay đổi. Kết quả thì tôi chưa chắc, nhưng mà nó sẽ thay đổi được một chút về cái nhịp độ ban đầu của ván đấu. Và trước mắt thì Team Wales họ đã thay đổi bên rồi. Họ ở bên phía đội xanh, trong khi đó thì Viking Esports ở bên phía đội đỏ. Để xem rằng sự thay đổi này nó có ảnh hưởng đến giai đoạn cắm và chọn của cả hai đội tuyển hay không? Tôi nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đến những lượt cấm của Team Wales và first pick của họ. Nhưng mà thật sự là cho đến thời điểm hiện tại tôi cảm giác được first pick Varus là chưa quá cần thiết cho các Team Wales. Bởi vì họ hãy dành những lượt chọn đầu tiên cho những vị trí quan trọng hơn, bởi vì Viking Esports chưa không phải là một đội tuyển mà ưu tiên lựa chọn Varus ở những cái lượt chọn như này. Và bây giờ là Viking đang suy nghĩ bây giờ cấm Ashe hay không. Khả năng cao là vẫn sẽ chọn được Ashe đến từ Team Will. Nếu mà Viking mà không cấm thì bên Team Will sẽ lấy. Vì thế có thể là bên phía Viking sẽ cấm Varus. Nhiều khi là bên Vikings họ sẽ không cấm Ashe, nhưng mà biết đâu đó Team Wales họ lại chê con Ashe này thì sao. Nhưng mà điều quan trọng là Viking Esports họ có cấm Aurora trong phase này hay không. Trong hai ván thi đấu vừa rồi thì có thể thấy là Vikings họ chỉ cấm Aurora khi mà họ bắt buộc cấm ở bên phía đội 2 thôi. Và như vậy thì Aurora được hở ra, Ashe thì đã bị tút đi rồi. Để xem cân nhắc từ bên phía của Team Wales ở trong cái lựa chọn đầu tiên là như thế nào. Tại vì chắc chắn là Viking đã có những cái quân bài chiến thuật mà khắc chế lại con Varus phía bên kia, họ mới dễ dàng để hở như vậy. Nhưng vẫn tiếp tục là con lớp lăng. Tôi vẫn đánh giá là con lớp lăng này đang chưa quá hiệu quả trong hai ván đấu vừa rồi. Đúng cho nên vậy. Việc chọn trước lớp lăng như thế này thì đòi hỏi là Team Well phải tiếp tục có một cái chiến thuật gì đó khác nữa so với hai ván đấu đầu tiên, chứ nếu vận hành con lớp lăng theo kiểu đó thì nó không hiệu quả. Tôi đang muốn thấy là Viking Esports KT sẽ sử dụng Aurora để đi với lớp lăng. Tất nhiên là bạn sẽ hơi gặp khó khăn một chút, bởi vì Aurora là một vị tướng, nếu mà gặp những tướng lao vào kiểu lớp lăng thì bạn sẽ hơi khó. Nhưng mà cuối cùng là chọn Jerry à. Tôi đã tưởng đến những cái tướng pháp sư đường giữa cho KT khi mà anh ta sở trường là Syndra với cả Victor. Nhưng mà không, thì huấn luyện viên bắt chọn Jerry thì mình cứ chọn thôi. Nhiều khi là họ đang muốn để dành lựa chọn đó cho những trận đấu tiếp theo, bởi vì họ nghĩ rằng Jerry và Koki hoặc là Tristana chắc là những vị tướng mà KT đã sử dụng quá thành thục rồi, và có thể khiến cho ván thi đấu này trở nên thành một cái gọi là bên Viking họ quen thuộc hơn. Team Wales thì họ nghĩ rằng họ không sai nên họ không sửa à. Vẫn là LeBlanc và Vi. Là họ đánh giá cái ván đấu vừa rồi họ thất bại là vì một pha giao tranh. Nên nhiều khả năng là họ sẽ muốn là tiếp tục thử nghiệm tướng trên top. Đây, họ thay đổi một cái sự thay đổi, đó chính là con Rune Tông. Con Rune Tông này sẽ hỗ trợ gank khá tốt dành cho con Vi. Nhưng mà đấy, Viking chỉ cần chọn là con tăng khu vực trên thì con Vi này cũng lười lên top lắm. Trông rất khó chơi đến từ đội hình bên phía Team Will, bởi vì các bạn có thể nhìn thấy những chất tướng này của Team Will ấy gặp cái quyền lực thiên nhiên của Maokai rất là khó chơi nhé. Ngay kể cả Vi có cái tả xung hữu đột hay là cá sấu với thần cá sấu hoặc là cắt và sắt thì bạn vẫn có thể lướt vào được, nhưng những cái cách mà Guri sử dụng cái quyền lực thiên nhiên này cũng chỉ để bảo vệ những cái đồng đội của mình mà thôi, và cứ trải quyền lực thiên nhiên sau đó sử dụng những sóng cổ học của mình để đào thoát. Với tăng tốc pha ấy, thì bạn rất là khó để tiếp cận. Kể cả Vi, kể cả Redstone, đặc biệt LeBlanc dính chiêu cuối ở Maokai trông rất khó chơi. Đặc biệt khi mà bạn có một con Kassante trong đội hình của mình nữa thì Viking Esports rất là tự tin với cái cấm chọn này. Thậm chí là bây giờ nhá, họ đảo Jerry xuống cánh dưới, cái cảm giác nó vẫn hợp lý thôi, lắp bất kỳ một vị tướng nào vào đường giữa cũng được. Trong khi đó thì bên phía Viking Esports họ đã tước đi hai vị tướng xạ thủ đánh ở giai đoạn đầu game tốt, đó chính là Caitlyn cũng như là Kalista. Như vậy sẽ ép bên phía Team Wales phải tiếp tục lựa chọn những vị tướng như là Varus hoặc là những vị tướng xạ thủ khác, hoặc là Vikings họ có thể chủ động lấy Varus trong cái sự lựa chọn này. Nhưng không, Saya
Thực ra là Saia để đón đầu Vados luôn đấy. Bởi vì Vados trải chiều cuối ra thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng bão tố nổi dậy để né. Nhưng mà với việc có cả Vi và LeBlanc nữa thì Ezreal có thể là một lựa chọn khá an toàn. Mặc dù ở phiên bản 14.15 này Ezreal đã bị giảm đam của phát bắn thần bí rồi, nhưng nó vẫn là một vị tướng có thể chơi được ở thời điểm này. Và Aphelios xuất hiện, Artemis Aphelios Lulu không? Team Wales họ đã thay đổi, họ đã có sự thay đổi nhất định ở những vị trí khác ngoại trừ đường giữa của họ. Thì biết đâu đó sẽ khiến cho cái ván thi đấu thứ ba này nó sẽ có lợi thế hơn cho phía Team Wales. Rakan đã lâu lắm rồi chúng ta mới thấy quay trở lại với lại VCS. Đây sẽ là một cái ván đấu mà nhiều khả năng là bên phía của Team Wales họ đang dồn toàn lực cho Artemis. Khi mà họ biết ở khu vực nửa trên được coi là dễ chơi, tự vận hành được. LeBlanc đi với Jerry, cá sấu đi với lại Cassante, gọi là sẽ không đòi hỏi quá nhiều tài nguyên. Cho nên bên phía của Team Wales sẽ đánh ưu tiên rất nhiều xuống khu vực dưới. Cặp đôi Viracan sẽ kết hợp với nhau bên trong giai đoạn tổng. Và con Poppy là một lựa chọn khắc chế rất nhiều đội hình của bên phía Team Wales. LeBlanc lao vào, bị Poppy cản. Rakan lao vào, Poppy cản. Rồi cá sấu bay vào, Poppy hất chiều cuối về là thôi bạn khỏi chơi. Một đội hình counter rất mạnh đến Viking Esports. Để liệu xem như thế nào đây. Wow, lựa chọn cuối cùng của bên phía Viking Esports là Poppy. Và lựa chọn này hoàn toàn counter rất nhiều vị tướng bên phía Team Wales. Và không biết rằng Team Wales họ sẽ vận hành đội hình này như thế nào trước Viking Esports, một đội tuyển đang có 2 ván thắng. Mời các bạn đến ngay với lại bài bình luận của chúng tôi. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với những diễn biến của VCS 2024 mùa xuân. Chúng ta đang chuẩn bị vào ván thi đấu thứ 3 và nó cũng có thể là ván thi đấu quyết định nếu như bên phía của Team Wales lại nhận thêm một thất bại nữa. Tỷ số hiện tại đang là 2-0 và ở thời điểm này thì Team Wales họ không còn đường lùi nữa rồi. Bởi vì họ nếu như họ thua trong ván thi đấu này thì họ sẽ phải xuống nhanh thua. Còn nếu như họ thắng ở trận đấu này, ván thi đấu này thì họ vẫn có cơ hội. Nhưng đây là một đội hình mà mang nặng với cái lối chơi gọi là đè lên ở giai đoạn đầu game đến từ Team Wales. Nếu như họ có những cái lợi thế nhất định ở đầu game, họ vẫn có thể sẽ có được những lợi thế về giai đoạn sau. Nhưng nếu như mà chỉ cần ngang bằng thôi thì đội hình và chất tướng sẽ là cái thứ mà chống lại Team Wales khi mà giai đoạn mid game tới. Đồng ý là như vậy. Và chưa kể tới việc bên phía của Viking cũng đã có những sự chọn rất hay với việc có được Poppy trong đội hình để có thể khắc chế khả năng băng bổ vào đến từ các thành viên bên phía của Team Wales. Thì để xem ngày hôm nay trong ván thiếu thứ 3, ván đấu mà Team Wales đang ở thế chân tường rồi, họ sẽ xử lý như thế nào với những chất tướng được lựa chọn. Chúng ta cùng vô đến với ván thi đấu thứ 3. Nó cũng có thể là ván thi đấu quyết định của cặp trận đấu này. Tôi hy vọng nó không phải là như vậy. Tại vì chúng ta đã trải qua 2 ngày thi đấu rồi và trận nào cũng 3-0. Mà trận này 3-0 nữa thì e rằng chúng ta lại có ngày thi đấu thứ 3 playoff tương đối là nhàn nhã dành cho đội giành chiến thắng. Và 3 ngày 3-0 cũng sẽ là một cái điều mà chúng ta cũng không mong chờ lắm anh Trung nhỉ, và anh Khải nhỉ. Bởi vì chúng ta mong rằng là vòng playoff của chúng ta sẽ thực sự là hấp dẫn. Còn đây để xem với một con Aphelios trọng tài của Artemis thì liệu rằng là Artemis có thể tỏa sáng ở trong ván thi đấu này hay không. Chúng ta thấy được là sự xuất hiện của Aphelios một lần ở trong ván thi đấu mà team Secret họ cầm rồi trong tay của Amine, nhưng nó cũng không thực sự là hiệu quả cho lắm. Thì để xem ván thi đấu này sẽ là như thế nào. Một con Aphelios chinh phục trong tay của Artemis để hướng tới những pha tranh lâu dài. Còn đường trên này sao? Hasmet đã tìm thấy Nanue rồi và lợi thế về máu dành cho đường trên của Team Wales. Những cái tín hiệu nhỏ nhỏ tích cực dành cho bên phía của Team Wales ở khu đường trên, khi mà trong hai ván thi đấu trước đó Nanue làm quá tốt trước Hasmet và không có nhiều đất để cho Hasmet có thể diễn với những cái chất tướng anh ta được lựa chọn. Vòng rừng thì sao đây? Sauda sẽ khởi động từ bãi bùa xanh, trong khi đó với khả năng cướp rừng và những tướng di chuyển đột biến hơn thì Viking đang kiểm soát nửa rừng dưới của bên phía Team Wales và tạo cơ hội để cho Guri có thể có được bãi chim. Và khả năng cao là anh ta sẽ muốn hướng tới luôn cả bãi bùa đỏ nữa. Thì có một chút là Sauda có biết hay không để di chuyển cướp rừng ngược. Nếu như mà anh ta không có dấu hiệu cướp rừng ngược thì mọi thứ sẽ tương đối tệ. Rồi coi như Sauda cũng đã biết và thông tin anh ta đang nhận được tương đối là đủ và chắc chắn phải có dấu hiệu để có thể cướp rừng ngược lại để tránh trường hợp Sauda sẽ bị thọt. Anh ta trải qua 2 ván thi đấu mà bị thọt rất nhiều, thọt 50-60 lượng chỉ số quái rừng là một cái gì đó quá khủng khiếp dành cho một người chơi đi rừng. Cho nên bắt buộc trong ván thi đấu này Sauda sẽ cần phải đánh kỹ hơn nữa để giúp cho những người đồng đội của mình có nguồn gốc được có thể yên tâm. Còn trong khi đó thì ở khu vực bên dưới, kỳ này với cái sải tay đến từ Artemis với cái súng thiên lý thì anh ta đang tương đối tự tin. Nhưng rõ ràng Artemis với một con tóc biến lên đẩy thẳng vào tường lý được tăng tẩy lao lên tấn công. Tính ra Artemis mất màn hạ gục là vô cùng cao. Oh my god. Ghê thực sự luôn. Một tình huống mà Artemis anh ta nghĩ cũng là không đủ sát thương, thậm chí là không ngờ rằng đối phương có nhiều sát thương đến như vậy, không ngờ rằng là sâu gần có tóc biến thẳng vào trụ để anh chàng này bắn vào người của Artemis nữa. Và chiến công đầu dành cho xạ thủ của Viking. Ghê đến thế là cùng. Rõ ràng là không thể ngờ được với lượng sát thương của con Poppy mưa kiếm hai cấp độ 2 băng trong tay của BE trong pha vừa rồi. Khoan đã, băng trụ đường trên để xem là lên cấp độ 3 được không. Con xe một pha tóc biến lên tác động ngược vào và chắc chắn mà gục đã có. Và kỳ này đã dành cho Sauda.
Nhưng rõ ràng khu vực đường dưới tôi cảm giác vẫn là một tình huống quá lợi thế dành cho Shogun. Anh ta cho đối phương mất rất nhiều lính. Và bây giờ thì Sauda đang cần phải lùi một cái chòi non để đặt ra, và nó sẽ có một vài cái sự khó khăn nhẹ trong những tình huống di chuyển trên Sauda. Còn ngược lại ở khu vực đường giữa thì Đô, để coi coi kỳ này anh ta ý Goody đang đứng đợi, đang chờ nếu như mà Sauda mà nhảy vào phát là anh ta đấm luôn. Sauda vẫn đang bị nhìn thấy và Goody đang liên tục di chuyển để tạo ra những nguồn gốc đẹp nhất, những cái gốc sáng đẹp nhất để giúp cho Katie có thể đẩy lính được vào bên trong. Chúng ta sẽ xem lại tình huống xử lý rất tốt đến từ Bè, mặc dù đó là cú thanh tẩy gần như là không độ trễ quá Temis rồi, nhưng chỉ cần một góc tiếp cận để cho Bè có thể dồn sát thương với mưa kiếm và thứ đốt trên người của mình, cộng thêm những đòn bắn của Artemis nữa thì sát thương đã là đủ để cho đến những đòn bắn của Shogun là đủ để cho bên phía của Viking tiếp tục có một tiếng đua kill thành công ở khu vực đường dưới trong tiếng vừa rồi. Như lại là ba ván, đều là ba ván mà bên phía Viking có được lợi thế của đường dưới cực kỳ sớm. Những đáp trả của lại thì bên phía của team người họ cũng đã có một tình huống băng trụ thành công ở đường trên này. Hasmet quay trở lại trả sát thương cấp độ 4 so với cấp độ 3. Tình huống trước đó Nanoe xử lý rất là mượt nha, trong tình huống trao đổi chiêu thức với cả Hasmet. Thì ở trận này chàng này tiếp tục tạo ra một tình huống như vậy. Vẫn là một ván thi đấu mà có lẽ như Teamwell sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để giúp cho khu vực đường dưới có được những lợi thế. Còn trong đó Hasmet ở khu vực đường trên đồng ý ý một tình huống tranh chim và Bia có một pha hút được vào từ một cú ủi vai, sẵn sàng lấy tóc biến của Sauda và bắt buộc Sauda phải sử dụng tóc biến. Anh ta đang bị làm chậm, bị con mèo nó dí theo nó nổ cho mấy cái nữa. Hiếu Ba người tiếp theo đang được chọn, nếu như không cẩn thận Hiếu Ba cũng có thể đi theo đồng đội của mình ở trong những trường hợp không cần thiết. Còn trong khi đó thì câu chuyện khu vực đường dưới một kiếm dài một cái nước mắt. Shogun về với nước mắt quá nhanh, nó khiến cho khả năng tích nước mắt tầm này của Shogun nó sẽ cực kỳ tuyệt vời và anh ta sẽ không bị chậm ở bất cứ một cái gì nào cả. Rõ ràng là vẫn đang có rất nhiều lợi thế cho Viking ở khu vực dưới, nó đến từ chính sự đột biến của bản thân Bia. Và tiếp tục một lần nữa người được hưởng lợi lại là Guri. Khi anh ta vẫn có được những tiếng cướp rừng tốt so với cả Sauda phía bên kia, nhưng vừa rồi là tiếng trừng phạt tốt đến từ Sauda để giữ lại được con chim to. Trong cái đó thì Guri sẽ là người sở hữu được tất cả những con chim nhỏ trong tiếng vừa rồi, không phải là một cái bức trừ quá là lớn cho người chơi đi rừng của team Wales. Còn ở khu đường trên, mặc dù Nanoe là người vượt băng trụ, nhưng những cái tình huống trao đổi chiêu thức của anh ta lại chúng ta cứ tưởng rằng anh ta là người đang có lợi thế trong cái kèo thi đấu này với những pha xử lý rất là chất lượng khu vực đường trên. Còn đường giữa thì KT vẫn đang kiểm soát tốt, bằng chứng là vì anh ta đang có chỉ số ính hơn. Và về khả năng trao đổi chiêu thức thì lượng máu hai bên đang là ngang nhau, KT sẽ có lợi thế về khả năng phục hồi đến từ bước chân thần tốc. Tôi không biết rằng có cái sự can thiệp đến từ Guri ở đường giữa này hay không, nhưng rõ ràng là chỉ số lính đến từ KT với một con bài Zeri ở đầu game như thế này làm quá tốt rồi. Và đâu bây giờ anh chàng này mới chỉ có 37 chỉ số lính so với 47 chỉ số lính mà thôi. Guri ở thời điểm này anh chàng đã bớt di chuyển ở trên bản đồ. Từ từ, gần mid, KT để xem nào, nhanh như điện liệu có thể thoát được không. Đây Đô đã quăng sợi xích trúng bật luôn cả điện, đang đứng điểm có thể trao đổi chiêu thức ngược, nắm đấm bùng nổ, né được một cái nhưng không né được cái thứ hai. KT đang cố gắng bỏ chạy, anh ta về được. Anh ta về được mới ghê chứ. Thế nhờ. Và rất khủng khiếp với KT. Anh ta không né được cái cú đấm bùng nổ ở pha tơ rồi, nhưng vẫn còn máu để có thể sử dụng tốc biến và kết hợp với chiêu cuối thả diều đối phương. Có thêm một chút tốc độ di chuyển cộng thêm. Sauda là bị gặp nguy hiểm nha. BA là người tới. Đang chờ góc ủi vai. Đây anh ta bắt đầu tác động vật lý. Sauda sử dụng nắm đấm của mình. Nhưng lượng sát thương nó từ một con bài Bobby đầu game nó vẫn là một cái gì đó đáng để. Và nó khiến cho Sauda cũng mất một lượng máu khá. Chỉ có điều là bây giờ... Ý, Sauda vẫn ở lại hả? Bây giờ mà anh ta nắm được thông tin là đối phương đang bấm bị biến về là anh ta có thể đánh tới với lại Sauda ở trong cái giai đoạn vài giây tiếp theo. Nhưng có vẻ như trong giai đoạn này thì Pierre cũng không sure lắm. Mấy cái máy quét thứ hai được sử dụng rồi. Bên phía Tewell họ sử dụng tới hai máy quét trong cùng khu vực. Và đây là thủ nhảy vào, Sauda đã sẵn sàng chưa? Câu trả lời chưa, Hiếu Ba đã bị đẩy. Anh ta vẫn còn thêm một lần điều nhảy tiếp viện nữa. Anh ta tóc biến nó thắt đi. Hiếu Ba đang mất tư đối nhiều mẫu. Con cũng mà sáng nhảy vào để hỗ trợ. Đô nhảy vào tấn công. Pierre hạ gục được đối phương dựa trên cái thiêu đốt. Và Đô đang làm tất cả mọi thứ để hạ gục được đối phương. Hasvet cách mà hạ gục đúng cái tóc biến. Nhớ ta không có tóc biến và cắt cũng như sắc của anh ta đang chưa hồi lại. Cho nên nó chỉ dừng lại đây mà thôi. Và đó là một điểm hồng dành cho bên phía của Viking. Hasmet đang chém vào người của BA. BA vẫn còn sống một chấm máu, kích không thể lây trở lên và lùi về thành công. Như vậy vẫn sẽ là một điểm hạ gục dành cho Viking, nhưng đây là thời điểm mà Sauda đang muốn nhắm tới là ba con sâu này. Một con sâu đã được ăn và Guri không có dấu hiệu là muốn can thiệp lên khu vực sông trên. Như vậy ba con sâu đầu của ván thi đấu sẽ thuộc về team Wales. Tương đối nhiều tài nguyên thì Viking đã mất đi trong những giao tranh từ trước đó, trong những cái nỗ lực cố gắng hạ gục Hiếu Ba. Cho nên bên phía Viking không còn đủ cái lượng chiêu thức để có thể tiếp tục giao tranh ở những con sâu không này nữa, quyết định bỏ mà thôi. Một bước trừ không phải là quá lớn cho phía Viking và họ hoàn toàn có thể để cho bên phía của Team Wales gỡ lại được ở những con sâu không, khi mà Viking vẫn đang có được khoảng cách về tiền mặc dù không phải là quá lớn, nhưng đó là những khoảng cách ổn để cho họ có thể kiểm soát được khu vực đường giữa và đường dưới này. Còn việc mất sâu vừa rồi không phải là một vấn đề gì nó quá là nghiêm trọng cả. Họ hoàn toàn có thể đợi ở nhịp sâu thứ hai
lúc đó sẽ là lúc mà tài nguyên đến từ bên phía Viking có, thì họ sẽ có được cái sự tự tin hơn trong từng giao tranh. Tức là nếu như bây giờ họ mà bị mất ba con sâu hư không tiếp theo á, thì nó mới gọi là nghiêm trọng rồi. Chứ bây giờ ba con sâu này nó vẫn chưa đủ cái tác dụng để giúp cho anh Vũ Tuyên có thể kéo được cái ván thi đấu này về với tư thế của bản thân mình, về cái tư thế mà họ sẽ có được cái tỷ lệ thắng cao. Cho nên nếu như phía của Viking Sport họ nhận được vấn đề đó, chắc chắn họ sẽ làm sao đấy để cho trước thềm con ba con sâu hư không tiếp theo xuất hiện ra, họ sẽ có được những lợi thế. Nếu như nó không nhiều quá thì nó vẫn vừa đủ để giúp cho những tình huống đánh nhau nó vẫn sẽ 50-50 dành cho cả hai bên. Cái này không phải là tôi bình luận thiên về Viking đâu nhá. Thực ra cái con sâu này là con sâu nó dựa trên chất tướng, thì team họ sẽ kiểm soát dễ dàng hơn. Và Viking họ để cho đối phương có ba con sâu nhưng lấy lại được gì? Đó là lấy được một điểm hạ gục, như vậy vẫn gọi là ổn dành cho Viking rồi. Ở thời điểm này thì Viking họ đang nhắm tới là dòng, khi đường dưới của Viking sẽ là người kiểm soát chặt chẽ hơn. Thiếu ba dính cung ánh sáng mới chỉ cấp độ 4, bắt buộc phải lùi về nhà. Và đây là thời điểm mà Maokai của Guri sẽ nghĩ tới những con rồng. Và với thời điểm hiện tại thì không có gì có thể cản lên phía Viking Sport có được con rồng cả. Guri sẽ có cả con cua lẫn con rồng. Ui anh ta ăn 2-1 luôn kìa, anh ta ăn 2-1 luôn chứ. Chiêu thế nhờ. Chứ bây giờ thấy một người đi rừng nào, ui anh ta luôn. Chiêu phất nhờ. Con cua nó cũng mất chế lắm đấy. Nó muốn chửi thề nhưng nó không biết nói. Cho nên nó khiến cho nó đã nằm xuống với tốc độ tương đối nhanh. Và Guri phải nói là lấy một được hai. Và với việc đang thành công như thế này thì e rằng rất khó để cho Sauda ở trong tình huống này. Nếu như bây giờ anh ta chạy xuống, được không? Cướp nhà, cướp được không? Kìa. Con cua nó lập công khá lớn trong tình huống vừa rồi dành cho bên phía của Team Well. Nó tốn hơi nhiều thời gian của Guri. Và đây là thời điểm mà Team Well họ đang muốn kiểm soát lại phần rừng đến từ bên phía của Viking Sport. Anh Trung biết là con cua biết nói khi nào không? Nó sẽ đi vào bụi. Quay trở lại với ván thi đấu này, tôi vừa vui một tí xíu thôi. Bây giờ thì Viking sau khi đối phương, để cho đối phương có được con rồng này, thì Viking họ đang muốn kiểm soát lại phần rừng để cho Guri farm tiếp. Còn ở thời điểm này thì Team Well họ đang quyết định là cố gắng để giúp cho Dome có thể đẩy nhanh càng cao đường giữa càng tốt. Sâu tiếp theo 1 phút 48 giây nữa đã sẽ xuất hiện. Nhưng đây là thời điểm mà cả hai team đều đang di chuyển nhiều trên bản đồ để tiếp tục kiểm soát cái mạng sông. Nhưng với tình huống cướp rồng vừa rồi thì bên phía của Team Well cũng đã câu được cho bản thân mình ít nhất là thêm 5 phút nữa để họ có thể kiểm soát lại mọi thứ và trả lại nhịp farm để cho Artemis có thể tiếp tục bám đuổi với Shroud bên phía bên kia. Lượng đồ anh ta đang cầm trên người có thể được coi là ổn, khi đó là giày cuồng nộ cùng với thanh kiếm BF. Trong đó thì Shroud đang cầm những mảnh nhỏ để có thể hoàn thành được tam hợp kiếm rồi. Ở không đường giữa thì Dove cũng đang rất cố gắng để có thể tiếp cận được với súng lục Luden. So với bên kia, KT đã phải đầu tư 1.200 tiền cho cái giày thủy ngân, thì tốc độ để có thể lên được giao điện của anh ta sẽ chậm hơn. Thì ở thời hiện tại, Team Will vẫn đang có một chút gì đó nhỉnh hơn với cái bên phía của Viking. Họ cần phải đầu tư lượng tiền và những trang bị phòng ngự để kiểm soát dạng đi được. Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là với cái đống đồ này thì liệu bên phía Viking Sport đã sẵn sàng để ra khu vực hang sâu hư không hay chưa? Còn có khoảng năm mấy giây nữa thôi, nó sẽ là một thời điểm tương đối nhạy cảm, một thời điểm mà hai bên sẽ sẵn sàng vào nhau, đặc biệt là các thành viên của Viking Sport. Thì chúng ta nhìn vào đội hình này của Team Well, đây là một đội hình mà họ đã có nửa cánh rất mạnh trong giai đoạn đầu game. Nếu như để cho đội hình này mà thắng trong một pha cho đánh rồi sau đó tác động vào công trình với 6 con sâu không, e rằng rất khó cho Viking Sport trong việc là kiểm soát tình hình ở trong giai đoạn sau của bán thi đấu. Một cá sấu mà cực kỳ khỏe thì sẽ là một con cá sấu khiến cho cả SG cũng như là Zeri rất khó để tung hoành được ở bất cứ một tình huống và một trong cái trường hợp nào đấy. Cho nên bắt buộc nhiệm vụ của Viking Sport là cần phải tận dụng một cái gì đó, ví dụ như cú trao đổi hay là pha bắt lẻ, nó sẽ đủ để giúp cho anh phía của Team Well gặp những vấn đề khó khăn, từ đó Viking mới có thể di chuyển ra khu vực hang sâu hơn không được cách nhẹ nhàng được. Nhưng lượng tiền thì Viking vẫn đang hơn nha. Viking hơn khoảng tầm 600 tiền so với phía của Team Well. Do đó thì Team Well họ chỉ đang lời hơn một chút về mặt mục tiêu mà thôi. Thì đây là thời điểm mà một con vi của Sauda sẽ phải cần tận dụng cái tối đa với cái tả xung đột kia để tối ưu tìm những cái lợi thế, khi mà Team Well họ sẽ không có lợi thế về chất tướng về giai đoạn sau. Và đây là thời điểm mà Viking để xem họ có muốn can thiệp vào bãi sâu này hay không, hay là họ muốn di chuyển và đáp trả ngược lại ở cái mảng bản đồ ngược lại của bãi sâu này. Rồi bắt lẻ thật, và người bị bắt lẻ đó là tôi biết anh ấy mất bắt biến năng bị làm chậm. W vừa rồi của Sogan đã trúng cung ánh sáng. Cái gì thế nhờ? Em ăn cái gì anh hay gì em? Anh ta sử dụng kỹ năng định hướng của như chỉ thẳng đầu bày hết con Ash, bây giờ tới lượt con Ezreal. Một ngày thi đấu đang là cực kỳ thăng hoa đến từ xạ thủ của Viking Esports. Thế nhờ. Bây giờ chúng ta chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Còn để xem nào, với việc Team Well đang thất thế về mặt nhân sự ở đây thì bắt buộc phải buông bỏ những con sâu không. Mặc dù bên phía của Viking cũng đã đầu tư tốc biến của Guri cũng như chiêu cuối của Shogun rồi, nhưng rõ ràng sức mạnh của họ ở thời hiện tại với những món trang bị trên người của các thành viên đã một món lớp Guri rồi. Oxoda đấm sang nó sao giúp về an toàn mà thôi, hay ta không gặp nguy hiểm gì cả. Để muốn cướp sâu nhưng bây giờ thì Sauda đang đi cướp được qua. Cướp không? Không có trừng phạt. Rồi Guri không có trừng phạt, Viking họ cũng không muốn là cố gắng níu kéo một con sâu này để làm gì cả. Ý, phản họ, công. Họ kiếm được một mạng nữa này. Đơn giản.
Bây giờ thì bên phía của Viking họ rất hài lòng với pha trao đổi này. Rõ ràng là cái chất tướng không ủng hộ họ trong việc là lấy đi những sâu. Họ lại tìm ra phương án khác, đó là bắt lẻ người chơi xạ thủ Team Wave ở đường trên và lấy thêm một mạng nữa và có được hai sâu để cho đối phương có bốn sâu. Chúng ta đã nhắc về câu chuyện đó đúng không? Tức là với cái đống đồ đó thì họ làm cái gì để họ có thể tranh cướp cái chỗ sâu vào? Như chúng ta đã nói ngay từ thời bắt đầu là một tình huống bắt lẻ chẳng hạn mà họ làm được. Và Sugen thật sự tôi quá ấn tượng, chúng ta xem kìa, cây đây của anh ta kìa. Anh ta đang có những cái lượng sát thương nó gọi là nó lai rai thôi. Nhưng mà rai này là Raiden Shogun rồi anh em ạ. À. Khi mà nó quá áp đảo, nó quá kinh dị đi. Khi mà liên tục những tình huống sử dụng kỹ năng định hướng, bất cứ một kỹ năng nào mà anh ta tung ra đều trúng. Có một cái tiếc cho Shogun á là cái pha đúp vừa rồi anh ta bắn thường lẹ quá cho nên anh ta không kịp quy, cho nên là nó không có pha đúp quy. Nhưng ít nhất đó vẫn là một tình huống combo rất hay và giúp cho anh ta có được một màn hạ gục quá chất lượng ở trong tình huống xử lý cuối cùng của mình. Thực ra tôi muốn nói thêm một cái tình huống trong cái thời gian ăn con sâu đó. Đó là ở đường dưới thì Nanoe đã đẩy lính vào trụ và khiến cho trụ mà deny rất nhiều lính. Bây giờ có tấn công. Và đây rồi lại là cái này là đô phải lùi mà thật. Shogun đang có một ngày thi đấu quá ấn tượng. Nước mắt 252. Sao? Đường trên đấm bắt Nanoe, hỏi chủ động tìm Nanoe được hay không đây. Nanoe hất được một người về, W chưa được sử dụng cho Nanoe, chàng anh ta đã bắt đầu chờ đợi. Anh ta bị dính quá nhiều kỹ năng, mở đường được bung đai chưa, không thể nào mở đường được, bắt buộc dùng khô máu. Nhưng hết khô máu là ta phải nằm xuống. Mã gục kia này dành cho Sauda. Nanoe đang có ý định là muốn bê một thành viên ở đó qua tường nhưng mà không có cơ hội. Đúng rồi, nhưng mà anh ta không có cơ hội làm điều đó, bắt buộc phải nằm xuống mà còn tốc biến mà thôi. Còn ở khu vực giữa bây giờ sẽ là tình huống phòng thủ giữa hai xạ thủ KT và Artemis rồi. Tôi KT thì vẫn chưa thể nào tiếp cận được với giao điện khi mà anh ta sắp hoàn thành được cái lưỡi hái rồi. Khoảng 7 sách nữa, một đường lính tiếp theo là anh ta sẽ có được cái lượng tiền cộng thêm đi từ lưỡi hái. Nhưng về lượng cấp độ thì anh ta đang có cấp 11, một người chơi cấp độ rất là cao trên bản đồ ở thời hiện tại. Và anh ta cũng đã có được chỉ số rất là đẹp nữa, 151 ở 14 phút thi đấu mà thôi. Tiếp tục là khoảng cách về lính tạo ra cho đồ phía bên kia. Quá kiểu thấy không chỉ một mình Shogun mà KT cũng đang duy trì được một phong độ cực kỳ tốt ở trong cặp BO5 ngày hôm nay. Rõ ràng là như vậy, nhưng chúng ta cũng phải nói tới là Sauda có một bước di chuyển rất là hay ở pha đấu rồi. Anh chàng này cũng khéo léo nữa để tránh việc đối phương có thể ôm một người qua tường. Còn ở đường dưới này Shogun đang tiếp tục đẩy. Khi mà Nanoe đẩy xong một quê lính to ở đường dưới trong thời điểm ăn sâu thì cái trụ này là còn một chấm máu. Và từ đó thì Shogun sẽ là người có được cái trụ đầu tiên của ván thi đấu này. Một chất tướng ở đầu game đang ủng hộ dành cho Team Whale nhưng họ lại đang thua rất nhiều tiền. Và bây giờ là con rồng dành cho Viking Esports. Khó khăn lại thêm chồng chất khó khăn dành cho Team Whale rồi. Trời, chúng ta phải nhìn vào cái câu chuyện của Artemis. Đây là một Aphelous đầu game lên cái súng hải tặc. Thì đồng nghĩa việc là bây giờ cái khả năng đánh của Artemis nó cũng không hơi khó để đọ lại với lại một cái vô cực kiếm nha. Vô cực kiếm, nhưng mà ra người ta được cái vô cực kiếm nó mắc quá. Mà bây giờ sắp tới cũng phải đánh nhau, mà phải đánh cùng nhịp với lại cả Sauda, với lại Hazmat, với lại Do. Tức là nếu như bây giờ cầm súng hải tặc nó sẽ nâng cao được cái tỷ lệ có được mà hạ gục đến từ Artemis. Nhưng nếu như mà đồng đội của anh ta không được những cái lượng sát thương và những khoảng trống nó gây ra được cái khả năng tối đa trong việc là đốc thúc một lượng máu ở đó của đối phương, thì cái súng hải tặc này sẽ khiến cho lượng sát thương của Artemis nó nằm ở một phần ở đó tương đối khi là khiêm tốn đấy. Ý nhất là nó sẽ là món tiền, món trang bị hợp với túi tiền của anh ta nhất ở thời hiện tại rồi. Bởi vì vô cực những cái món thành phần của nó rất là đắt. Trong cái đó súng hải tặc thì bạn sẽ có thể lên được những cái thanh kiếm dài, sau đó lên dao hung tàn. Món đắt nhất, cái mảnh đắt nhất ở trong cái súng hải tặc là cái BF thì anh biết đã có từ rất sớm. Có thời gian sau thì anh ta mới gặp khó khăn cơ. Chứ còn lúc đầu anh ta vẫn đang farm tương đối là ổn, mặc dù bị nằm xuống tới 2 lần. Thì đó là những cái gì mà Artemis có thể làm được với cái lượng tài chính của anh ta có mà thôi. Thì bắt buộc là Team Will phải cố gắng là chơi theo cái kiểu yếu về mặt tiền họ đang sở hữu. Và rõ ràng ở trong những ván thi đấu mà bên phía của Team Well, đặc biệt hơn hết là trong trận đấu trước đó khi bên phía của Team Well thắng, thì Artemis đã thi đấu với một mức độ 2 nhất định. Và bây giờ thì anh ta đang càng ngày càng gặp khó khăn nhiều hơn. Hazmat bên này sẵn sàng với cú mở của mình. Người bắt lại đó là Shogun. Shogun liệu có nằm xuống hay không đây? Anh ta vẫn còn có khá nhiều thứ. Dịch chuyển không còn, tốc biến còn. Tốc biến và cả dịch chuyển không đã được bung. Sứ giả phương quyết không thành công. Hazmat đã tìm được người cần phải khai thác. BE sử dụng kỹ năng W của mình để thoát đi. Nhưng anh ta tiếp tục là người bị đeo bám một cú ủi vai đấy. Đi cùng với đồng đội của mình. Đồ tới. Quang sử dụng giữ chân KT lại. Ai sẽ là người nắm tới đây? Quyết định của Sauda lùi về được. Và Viking Sport họ bị khai thác một mạng chấm dứt cực kỳ quan trọng. Đúng là như vậy, đây là mạng chấm dứt dành cho Hazmat ở đứng trên. Do đó thì chắc chắn rồi Hazmat sẽ là cần là người chạy đồ để giúp cho đồng đội của mình có thể đánh nhau ở những mục tiêu tiếp theo, đặc biệt là con rồng công nghệ. Con rồng thứ ba của ván thi đấu này và linh hồn rồng trong ván thi đấu này, linh hồn rồng công nghệ. Một linh hồn rồng rất mạnh dành cho cả hai team để họ có thể tiếp tục tung ra những pha ép giao tranh hay là nhấp nhả đối phương. KT bây giờ sẽ là người đẩy ra đường giữa để phòng thủ. Artemis cũng là như vậy. Ở thời điểm này Team Whale họ vẫn đang thua một chút tiền thôi, không phải là quá nhiều. Và họ đã có một tình huống shutdown thành công rồi, thì đây là một bước đi rất tốt dành cho họ trong những tình huống tiếp theo. Nhưng đây sẽ là một cái tín hiệu đáng mừng cho phía của Team Whale.
Nhất là ít nhất là so với hai ván đấu trước đó, khi mà phút thứ 18 ở ván đấu thứ hai vừa rồi Viking tạo ra khoảng cách về tiền cho Team Will là 4.000 tiền, nhưng ở thời hiện tại nó chỉ là con số khoảng chừng 1.000 cho tới 2.000 mà thôi. Và những cái vị trí quan trọng lên từ phía của Team Will vẫn đang có được những gì mà mình muốn, ít nhất thì admit farm được. Sauda thì không sao cả, chỉ là BL mà thôi. Hatmet thì vừa rồi có điểm shutdown vào vị trí của Shogun, thì mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát đến từ bên phía của Team Wales. Viking nếu như họ muốn, ok, lùi về mà thôi. Về được rồi. Như vậy là Team Wales họ sẽ chuẩn bị cho một tình huống setup quanh khu vực là con rồng này. Nhưng trước tiên thì anh chàng này sẽ có được lượng tiền cộng thêm từ cái trụ đầu tiên ở đỉnh trên, và khiến cho lượng tiền giữa cả hai team đều sẽ bị giảm đi một chút xíu. Bây giờ thì Viking họ đang cố gắng phòng thủ phần rừng của mình. Artemis cố gắng chạy đồ để có thể hướng tới những cái mục tiêu lớn tiếp theo, và để xem là Hatmet anh chàng này có muốn swap lại lên đường trên hay không. Nhưng không có dịch chuyển, tôi nghĩ rằng bám đường dưới sẽ là lựa chọn tối ưu nhất để Artemis ở đường giữa. Nhưng mà rõ ràng Artemis đang thực sự rất nghèo, anh ta đã phải lên cái áo choàng này để có thể gia tăng thêm tỷ lệ chí mạng một phần đó, để giúp cho những tình huống gây sát thương của anh ta nó sẽ có một vài tình huống đột biến bù qua sức lại cho cái sát thương mà anh ta có thể gây ra đều theo thời gian nó đang tương đối bất ổn. Điều này sẽ giúp cho Artemis tương đối tự tin, nhưng chắc chắn thứ anh ta cần là những mạng hạ gục. Bây giờ cái mong đợi nhất của Team Well là ít nhất phải có một mạng chấm dứt dành cho Artemis để anh ta có thể giải phóng được những cái áp lực trước đó mà anh ta đang gặp phải. Một ngày thi đấu đang tương đối khó khăn dành cho Artemis từ nãy tới giờ, không chỉ là mỗi ván thi đấu này mà hai ván thi đấu trước đó anh ta cũng gặp vô vàng những cái vấn đề khi mà tuyến trước của anh ta không đủ một lực để có thể che chắn cho anh ta trong những lúc mà anh ta cố gắng gây sát thương. Để xem bên phía Viking sẽ tận dụng con sứ giả khe nứt mà họ có được từ nãy như thế nào đây, khi một phút nữa Baron sẽ xuất hiện. Tôi nghĩ rằng mục tiêu tối ưu nhất sẽ là bắt lẻ với lại bắt thương mà thôi. Ý, bắt lẻ ở sông trên. Bắt được không? Chiêu 3 mất chiêu cuối, tức là mỗi bên bắt lẻ một người á. Chỉ có điều là hai bên đều đã né được kỹ năng khá thành công để có thể tắt đi thôi. Như vậy là con sứ giả vẫn chưa được thả ra đến từ Viking Sport. Và ở thời điểm này thì có vẻ như là Viking họ chưa quan tâm tới con rồng nhiều, bởi vì các bạn có thể thấy là cái phần rừng đến từ bên phía của Viking được kiểm soát cực kỳ chặt chẽ bởi Team Will. Ở thời điểm này thì Hatmet chưa có tốc biến, Hiếu Ba cũng chưa có tốc biến, và cả chiêu cuối của mình. Trong khi đó thì Shogun đã mất đi tốc biến từ trước đó, đã hồi được cái lá chắn rồi. Thì đây là thời điểm mà tôi nghĩ rằng Viking họ vẫn có thể đánh được. Còn nếu như họ muốn đánh đổi mục tiêu thì họ thả con sứ giả này ở đường giữa hoặc là đường trên, để xem cái phương án của Viking là đánh hay là muốn đổi mục tiêu so với đối phương. Thì Will rất là đúng trong cái việc cho cái người đối đầu với người bên kia chiến tuyến. Ví dụ như bây giờ họ cứ cắt cử Dove là người đối đầu với Anaroe, bởi vì khi nhìn vào đang thấy là Anaroe đang cầm một cái giáp gai với một cái giày, và chúng ta nhìn thấy được là duy nhất là cái tiền mà anh ta bỏ ra để cho cái khả năng khắc phép anh ta chỉ là 300 mà thôi. Điều này đang giúp cho Đô đang liên tục có những tình huống gây những lượng sát thương nó tương đối là kinh khủng. Một combo lấy nửa cái máu của một tanker là một trong những điều kiện tiên quyết để giúp cho Đô liên tục có những tình huống áp đảo ở khu vực đường dưới, và một phần nào đó đẩy cái lượng chỉ số farm của Hatmet nó nhiều hơn, càng ngày càng nhiều hơn so với lại Nanoway phía bên kia chỉ tuyến. Rất tuyệt vời đến từ phía Viking, ít nhất đến từ bên phía Team Will, ít nhất là họ đã xử lý được một vài những vấn đề nhỏ so với hai ván đấu trước đó rồi. Thì trong một thời gian ngắn như vậy mà họ cũng đã có những cái sự thay đổi, đó là tín hiệu đáng mừng. Hiếu Ba sắp có chiêu cuối rồi, thì để xem bên phía của Team Will có muốn đợi cho tới khi Hiếu Ba hồi chiêu cuối để cạnh tranh con rồng này hay không đây. Mặc dù nó chỉ là con rồng thứ hai thôi, nếu như mà đội đoán được thì nó cũng chỉ là con rồng thứ hai chứ không phải một điểm rồng quá là quan trọng. Thì hiện tại Team Will sẽ cân nhắc với việc là câu giờ thêm để cho Hatmet cũng như là Artemis có được chỉ số farm cần thiết. Hiếu Ba vẫn chưa thể kịp, bây giờ anh ta đã có chiêu cuối nhưng rồng cũng đã sắp ăn xong rồi. Tôi nghĩ rằng là Team Will sẽ không muốn bước ra đây. Họ sẽ đầu tư thời gian để có thể kiểm soát cánh trên, không cho phép bên phía của Viking có một tình huống ăn bao quá dễ dàng. Chúng luôn chuyển bắt bí ngũi và sứ giả phải quyết đẩy lên có thêm cả thiếu đốc. Và đây là mẹ cùng cho Shogun đám Poppy. Đám Poppy siêu ảo ở pha đua rồi. Anh ta lên đam. Và con Poppy là con tướng mà scale với sát thương một lý được đánh giá là hàng đầu của nhóm tướng, mặc dù nó là vì tướng tanker, đặc biệt với chiêu quy cái mùi chấn động. Và đó là một tình huống mà Viking họ bắt lẻ thành công người chơi xạ thủ đối phương. Bây giờ họ thả sứ giả ra đứng giữa này, một trụ đã có rồi, có thể sát tới sẽ là cái trụ thứ hai. Quá khổ nhìn cho Artemis tới trong tình huống này, một pha combo để hất tung Nanaway lên nhưng người đã bị kẻ ngược lại là Hiếu Ba bốc hơi. Một ván đấu đang bắt đầu có dấu hiệu vấp không phanh đến từ bên phía của Team Well, khi họ đang liên tục gặp phải những khả năng tấn công quá mạnh đến. Và kia Spock Bia đang có một ngày thi đấu quá kinh, 1-0-4 về KDA, và chưa kể đến là từ nãy giờ anh ta đang có những tình huống gây một lượng sát lực nó quá là kinh dị đi. Pha vừa rồi là một trong những minh chứng cho câu chuyện đó. Tôi nghĩ rằng con Poppy này nó không phải là Poppy rồi, bây giờ nó còn bốp bốp bốp, gặp ai là con bốp liên tục mà thôi. Bất kể là ai, kể cả Hiếu Bài, Artemis, cứ thế mà anh ta cầm cái búa và gõ liên tục. Bây giờ có thêm cả giáo thiên ly nữa, vừa gõ mà vừa chọc thì thôi, tôi nghĩ rằng là trời ơi, Team Will gặp quá nhiều khó khăn ở đây rồi. Tức là bạn đang bị gõ vì chọc bởi một công chúa của cái búa rồi. Anh Trung với anh Khải thân mến, khi mà ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi. Đúng rồi đó. Đấy, 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 đấy. Lời nữa rồi. Sauda đang đấm khá đầu,
nhưng mà KT cũng không hề hoảng sợ. Có đây rồi, Pierre tới rồi, Pierre tới, W đang chờ đợi sẵn. KT lướt qua một pha ủi vai tới Pierre, tóc biến được để tiếp cận và người nằm xuống là KT. 500 đồng rơi vào tay của Hasbet. Mới khen xong thì đồng đội của Pierre hơi báo trong tình huống vừa rồi và các thành viên còn lại đang cần phải lùi ra một chút. Ultimate lại một nữa. Artemis và các thành viên còn lại của Tiên Quê từ phía bên này. Sao đây, Guri đang bị đeo bám, anh ta đang mất tương đối nhiều máu và lướt lên tấn công. Đó là tình huống không thể lay chuyển được. Nhưng đây là anh Trang nhảy lối, súng ngay tặc đã lên tiếng vào thời điểm mà đồng đội cần đồng đội, ở lộc đồng đội cần Artemis nhất. Và Hasbet đã lùi về được thành công, còn trong đất Tiên Quê lại một lần nữa bắt lẽ quá tuyệt vời. Lưỡng tiền đang ngang nhau nha, tôi xin phép nói lại điều đó. Một ván đấu nó sáng hơn rất nhiều cho các thành viên của Tiên Quê. Như vậy là hơi rong chơi một chút xíu đến từ bên phía của Viking Sports rồi. Và họ đã phải trả giá bằng việc là mất đi hai điểm hạ gục vào tay của đối phương và mất luôn cái trụ đầu tiên ở đường giữa, một cái trụ rất quan trọng. Có lẽ rằng sau tình huống này họ sẽ cần phải chơi cẩn thận một chút xíu, bởi các bạn có thể thấy ngoại trừ Poppy và con bài Ezreal thì tất cả những người chơi còn lại đều không xanh đến từ bên phía của Viking Sports. KT là người bị giữ chân lại trong cái công việc, đó là anh chàng này trách cái bụi cỏ trong phần rừng của mình. Nhưng đây là tầm nhìn không có và anh chàng này chỉ là một cái tướng xạ thủ mà thôi. Sau đó là mạng sắt đào dành cho Hasmet khi Hasmet tung ra khoảng một tốc biến để có thể tiếp cận một người đối phương. Và hơn nữa thì đây là thời điểm Aphelios trong tay của Artemis đã có được một điểm hạ gục rồi. Anh ta nổ được cái súng hải tặc và lấy luôn cái trụ đầu tiên ở đường giữa này. Tức là sau pha thi đấu này thì bên phía của Team Will họ có khoảng tầm độ gần 2k tiền chênh lệch so với đối phương. Một tình huống mà Poppy không có chiêu cuối để hất văng được đối phương về. Nhưng bên phía của Viking vẫn cố gắng để có thể bảo vệ được phần rừng của mình và ngăn một tình huống gọng kìm đến từ bên phía của Team Will. Và đó lý do vì sao Guri bắt buộc phải nằm xuống trong nhịp vừa rồi mà thôi. Trụ một đường giữa được khai thác thành công đến từ phía của Team Will. Nhưng trụ một đường giữa của Team Will thì cũng đã mất từ trước đó sau một pha tấn công tốt đến từ bên phía của Viking rồi. Một ván đấu khởi sắc hơn rất nhiều đến từ phía của Team Will khi họ vẫn đang duy trì được khoảng cách dưới 2.000 tiền. Và KT vẫn có những bước di chuyển tương đối là mạo hiểm ở đây. Nhưng anh ta vẫn còn tốc biến và có sự hỗ trợ của BE để có thể làm được điều đó. Nhưng cần phải cẩn thận. Khi mà ván đấu này tôi cảm giác rằng KT đang có những tình huống xử lý nó hơi lỏng tay một chút xíu. Cái quan trọng hết là bây giờ đội hình này của họ, đây là đội hình, đây là điểm mạnh của Team Quay mà đây vẫn đang là chất tướng mạnh của họ. Đây vẫn đang là một cá sấu, đây vẫn đang là một ví gồng kèm với một lớp lăng. Bộ ba đây là một quả rất mạnh ở trong giai đoạn này của ván thi đấu. Cho nên họ vẫn sẽ có sự tự tin phong thái thôi. Quan trọng hết là họ sẽ đánh như thế nào, xử lý như thế nào để gọi là hạ gục được Shogun cũng như là hạ gục được KT. Khi mà họ hạ gục được hai đầu sát thương này thì chúng ta thấy rõ ràng con cá sấu nó bơi không phanh. Không hề cho đối phương bất cứ một cái khả năng bỏ chạy nào cả. Nhưng pha macro này thành công không? Vẫn đang đợi. Phía bên kia đang di chuyển. Team Will đang đoán được rồi. Con đây nè, con Vi vẫn còn đang đứng phòng lính nha. Con Vi vẫn còn đang đứng phòng lính là Team Will họ đang gặp phải một quả macro hơi bị ác của Viking Esports. Và cái sự khó chịu BE là BE nhấp nhả một nhịp đi ra ngoài để đối phương nhìn thấy, tức là giả vờ là mình chỉ đi kiểm soát bản đồ mà thôi. Và Viking Sport họ có đủ sát thương ở 3 người còn lại để kết liễu của Baron ở phút thứ 25 của ván thi đấu này. Mặc dù là Team Will họ có những cái nỗ lực nhất định, nhưng Viking họ luôn tìm ra một cái phương án để đối chọi lại với đối phương cực kỳ tốt. Và đó là tình huống Baron thành công. Đó là pha xử lý rất quái được các thành viên của Viking Sport. Một cái Ezreal 3 đồ trong tay của Shogun, đó một con Zeri 2 đồ rưỡi cộng thêm Maokai nữa. Sát thương đã là quá nhiều để có thể hạ của một con Baron ở phút thứ 25 rồi. Con Baron chưa phải là quá trâu ở thời điểm đó. Thì rõ ràng là khi biến về đến phía của Team Will đã bị bắt bài. Và họ cũng không làm gì được cả trong tướng vừa rồi. Sát thương rồi là Baron là quá nhiều. Thì để xem bên phía Viking sẽ triển khai con Baron này như thế nào đây. Khi họ đã tạo ra được khoảng cách về tiền mà từ nãy tới giờ thì Gale vẫn đang rất nỗ lực để có thể kiểm soát. Và giờ khi con rồng xuất hiện nó cũng sẽ là cơ hội rất lớn cho phía của Viking nghĩ tới con rồng đó. Người đang phải lùi Shogun. Anh ta tự tin luôn. Ây ui hay thế nhờ. Cái pha vừa rồi mà sao đã Trời ơi thì trúng nữa thì thôi, không cần nói tới luôn. Là phải check cái máy của Shogun liền. Thật sự phải check liền coi có xài quật hay không chứ. Chứ ảo quá. Pha nào nó cũng trúng thì ác quá đi. Cho nên xem có hút hút cho mấy xe không. Đúng rồi, có quật xe không đấy, kiểu như thế. Dòng đã có dành cho bên phía của Viking Sword rồi. Mặc dù là không lấy được mạng của Sada, nhưng bóc được cái lớp máu rất dày của Sada ở pha thứ đó vừa rồi. Và từ đó tạo ra điều kiện để giúp cho Viking họ kiểm soát tầm nhìn và lấy luôn con sông thứ tư của ván thi đấu, cũng là con sông thứ ba mà họ có. Hasmet đang gặp khó khăn. Bù lại Baron đang giúp cho Shogun búp cho những con xe đang nhổ liên tiếp cái trụ thứ hai ở đường dưới này. Và để xem Team Will không có vóc vòng đằng sau, cũng không có thể nào đánh trực diện được. Họ đã muốn bắt vào một người Guri. Guri bị bắt. Guri đang bị đeo bám anh trang cho nó của Artemis, nó không trúng nhưng sát thương bồi đây rồi. Mà hạ gục thứ hai dành cho ý từ từ Bia nhảy vào và sẽ là màn hạ gục thứ ba giờ Artemis sẽ chặn đây. Anh ta đang bị tấn công liên tục và KT là người hạ gục được hai thành viên của đối phương. Đây là Bia cần hết chứ còn gì nữa. Ừ đúng rồi. Ao đam kinh thế nhờ, tôi không biết là làm sao mà anh ta làm được cái quả đam
Thực ra anh ta đẩy vào tường rồi quy một cái rồi gõ với cái giáo thiên ly, có mưa kiếm nữa. Đám rất to, bây giờ thì đang muốn Marco ngược lại kinh nhưng tảng vai kinh không quan tâm. Cứ như là anh ta thấy đối phương đang múa là anh ta hỏi là ăn búa không em vậy đấy. Và anh ta cho đối phương gọi là ăn búa liên tục. Anh ta khiến cho đối phương gần như khách nào đã có thể bỏ chạy cả. Và khi mà Đô đang nỗ lực để có thể farm như thế này thì anh ta có được món trang bị tiếp theo cho bản thân của mình. Nhưng e rằng quá khó để có thể phòng thủ được. Và một cú lướt lên, một pha nắm đấm, tôi thấy một SU đúng hay không? Ý, anh ta gồng hết rồi và Pierre đang cần phải lùi. Người đang gặp vấn đề không phải khác chính là đường trên bị dính, bị bế và anh ta đã phải nằm xuống. Hackbait không còn thở được, Sauda là người tiếp theo đã phải nằm. Và Sogan liên tục lập còng, không hề có một sự ngừng nghỉ nào trong cái nhịp đánh từ bên phía của Viking cả. Viking đã nghĩ tới câu chuyện endgame rồi hả Trang? Họ đã nghĩ tới câu chuyện endgame. Họ đã nghĩ tới câu chuyện khiến cho bên phía của Team World trở thành nạn nhân của họ ở trong cái cặp trận đấu này. Họ đã sẵn sàng rồi, không còn Sauda, không còn Hackbait nữa. Pierre đang giữ chân lại, đang bị chủ bắn Artemis cách mẹ gục đúng một cái phát bắn nữa nhưng cơ hội đã không còn nữa. Dịch chuyển đã có cho là phía của Viking Squad, họ đã sẵn sàng rồi. Và phía thứ ba đang là người bị giữ chân lại, Nara đang tới rất là tiếp cận. Người đang bị kẹt lại thứ ba cũng như là Viz. Thứ ba đã phải nằm, Artemis cũng sẽ phải đi theo. Và Viking Squad chiến thắng với tỷ số 3-0. Một tình huống Baron rất hay đã mở khóa ra ván thi đấu này dành cho bên phía của Viking. Và họ sẽ là đội tiếp theo bước vào trận chung kết của nhanh thắng. Và một cái chiến thắng ở trong ván thứ ba, cứ tưởng ra lòng Team World đã kiểm soát rất tốt rồi, nhưng chỉ cần đúng một con Baron mà thôi, Viking mở khóa tất cả mọi thứ. Rõ ràng là sự tinh quái của Viking đã thể hiện rõ ở trong tình huống Baron. Và họ sẽ là đội tuyển tiếp theo đến với nhà thi đấu Nguyễn Du, diễn ra vào ngày 17 và ngày 18 tháng 8 tới. Và chúc mừng Viking Esports, họ đã có chiến thắng rất dễ dàng trước Team World. Mặc dù Team World họ cũng đã có những nỗ lực nhất định, nhưng sức mạnh của Viking là không thể bàn cãi. Họ đã quá mạnh, thật sự họ quá mạnh ở trong cặp trận đấu này rồi đấy.